Vâng, thưa các bác, bây giờ họ kéo xe tôi về đây xong bây giờ họ bảo hỏng cáp, họ không thả xe tôi xuống. Đây, bây giờ họ tôi xong họ để đây. Vâng, thưa các bác, họ bây giờ họ kéo xe xong tôi xong bây giờ họ bảo là xe hỏng cáp, họ không thả xe tôi xuống. Các bác ạ, bây giờ họ bảo lấy lý do là xe hỏng cáp tời, bây giờ họ không thả xe tôi xuống, họ cứ để đấy. Bây giờ các bác ở Hưng Yên có bác nào chạy ra đây hỗ trợ tôi mà quay lại các hiện trạng cho tôi. Vâng, họ quyết tâm họ để xe tôi ở đây. Họ không thả cáp, họ cũng không làm gì cả, họ cứ để mặc như thế thôi. Đây, để tôi quay hiện trạng cho các bác xem. Đây, bây giờ họ kéo xe tôi xong họ cứ để đây thôi. Đây, cứu hộ giao thông. Không còn ai cả. Tôi lên xe ngồi cho ấm. Hiện giờ họ đã kéo xe tôi và bỏ ra để nguyên xe tôi ở trên thùng, không hạ xuống cũng không làm gì cả. Thôi tôi
cứ ngồi trong xe đã, xem họ làm gì. Chưa đi à? Bây giờ đã hạ xe đâu? Nhưng mà bảo, ui dồi ôi, bảo cho xin một câu nhé. Không phải xin, cái gì phải xin? Là chim à? Sao lại phải xin? Đây có ai xin, xin xỏ cho đâu mà xin? Ai có quyền gì cho mà xin? Hàng gì? SOS. Ừ. Bác đứng ngoài đi, em đóng cửa lạnh quá. Lạnh thật cảm nhận. Không, xe em, trong xe em có sạc rồi nên em có thể ở luôn đêm nay ở đây cũng được. Xem chúng nó làm gì. Các bác ở Hưng Yên có ai không ra đây ngồi nói chuyện với em cho vui nào. Giờ vẫn chưa ăn uống gì, đang đói lắm này. Các bác nào mà lên mua giùm em cái bánh mì đêm nay chắc là nằm ngủ ở xe thôi. Các bác nào Hưng Yên chạy lên đây mua giùm em cái bánh mì với chai nước nhá. Nói nãy giờ khát nước quá. Nói chung là tôi thấy cái tinh thần đấu tranh của anh em miền Bắc này quá là kém. Đáng lẽ ra các doanh nghiệp vận tải Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên phải đứng ra mà đấu tranh, phải đứng ra mà làm như anh em trong Cai Lậy ấy. Còn tôi chỉ là cá nhân đơn lẻ thôi. Có thể tháng tôi đi nhiều lắm thì cũng chỉ qua cái trạm này 1-2 lần thôi. Mà từ hồi cái trạm này tăng phí lên thì tôi cũng ghét cái thái độ lên, tôi cũng hầu như là tôi đi đường trốn.
Tôi hiện giờ đang ngồi trong xe, một số đối tượng đang lẩn vẩn xung quanh xe, không biết là làm gì. Họ lại trèo lên xe cứu hộ. Không biết họ định giở trò gì đây. Chắc họ giờ họ lại dỡ cáp ra, đang chuẩn bị hạ xe tôi xuống. Có bác nào ở gần đây nhanh nhanh ra xem hỗ trợ em xem nào. Em lại nổ máy để cho cam hành trình quay đã. Thì xe em phải bật máy thì nó mới cam hành trình mới quay được. Anh là để em nhả cáp ra. Hạ phanh rồi. Anh dặn cái phanh rồi, em cho xe xoay xuống xe anh. Sao? Làm gì? Giữ phanh như là thế nào? Anh xuống xe đi anh ơi. Thẳng thôi, thẳng thôi, thẳng thôi, thẳng là xuống rồi. Thôi bẻ lái này thế ạ. Thôi bẻ đo đâu.